Hello mọi người nhá. Chào tất cả quý chị khách hàng thân yêu nhá. Em thương xin phép được lên sóng và giới thiệu giao lưu với tất cả quý chị bạn một cái rễ trắc đỏ đen. Canon 3 hàng rục rác. Đây. Vân đây các bạn này. Vân đây thì bao VIP rồi nhá. Vân đây thì khỏi chê luôn. Cục đây là 10,5 kg. Rồi, có chiều dài thì em đo nó như thế này các bác nhá. Cũng như em đo thẳng như này. Bắt ra kia là được. Đây, thước đây. Thước cho các bác xem nhá. Đây các bác này, chuẩn là 1m09 nhá. Đấy. Thì cái phần này từ đây xuống đến đây là 45 phân, là đường kính là 89. Đấy. Còn cái khúc này mà xuống đến chỗ này là được 35 phân, là đường kính 12. Tương đối là tròn đấy các bác nhá. Còn cái khúc đây thì nó lại bị một cái lỗ như ngón chân cái thôi các bác nhá. Đây cho các bác xem. Như một ngón chân cái. Đấy. Đây các bác này. Đấy, như ngón chân cái. Vân thì quá đẹp rồi. Như một ngón chân cái thì nó đến đây. Có nghĩa là mình bỏ này đi vẫn tiện được một cái hộp nhỏ đây nhé. Đấy, cái hũ nhỏ đây. Rất là đẹp luôn. Vân rất là VIP. Nói chung là em thứ nhất là em đo này, thứ nhất là em xem xét là về nó như thế nào là em báo chuẩn luôn các bác nhé. Không có gọi là, thực ra là cái hàng này báo nếu có sai lệch thì không đáng bao nhiêu. Chứ nếu nói chuẩn 100% thì chắc chắn là không thể có rồi. Vì cái hàng này nó không như là cái hàng thành phẩm các bác nhé. Đấy, 10,5 kg. Còn là từ đây đi các bác, tiện ok nhé, đục ok. Vân thì nói chung là không phải suy nghĩ rồi anh chị bạn nhé. Có 10,5 kg cái rễ trắc này thôi. Dạ vâng, nếu anh chị bạn nào mà thiện chí thì liên hệ em thương số điện thoại là 0338918991 nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em. Nhìn thấy Vân là đã mê rồi các bác thấy không? Nhìn Vân là mê, quá mê luôn này.